con người sẽ gặp phải những điều gì khi di cư đến với các vì sao? Nếu được chọn đến sống tại một vì sao thì bạn sẽ đến đó cùng với ai và bạn sẽ mang theo đồ vật gì? Cứ tha hồ mà lựa chọn đi vì bạn vẫn còn có thời gian. Thế nhưng mà chuyện đến các vì sao sinh sống là có thể và không phải tưởng tượng nữa đâu nhé. Trái đất là cái nôi của loài người, nhưng hiện nay cái nôi này cũng đã bị tàn phá quá nhiều. Nào là dân số tăng ùn ùn này, biến đổi khí hậu, rồi là ô nhiễm khắp nơi, quá khủng khiếp và mệt mỏi. Nếu cứ tình trạng này thì sớm muộn con người sẽ phải đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng như khủng long mà thôi. Di cư giữa các vì sao được coi là định mệnh của loài người và thậm chí là chuẩn mực để đo lường sự thành công của loài người chúng ta. Vừa giải quyết được nhu cầu chỗ ở, lại còn có tiếng thơm thì nhà khoa học nào cũng chuyên tâm nghiên cứu. Sự tiến bộ về mọi mặt khiến việc nhập cư giữa các vì sao dường như không còn là một điều quá xa vời nữa mà là một xu hướng trong tương lai. Vậy, chúng ta sẽ gặp phải những vấn đề gì khi di cư lên các vì sao? Hiện nay thì con người đã làm chủ được một số công nghệ vũ trụ cơ bản như là phóng tên lửa, xây dựng trạm vũ trụ, thám hiểm mặt trăng, thám hiểm sao hỏa. Những công nghệ này thì đã đặt nền móng ban đầu cho việc di cư giữa các vì sao. Mặc dù là việc di chuyển giữa các vì sao có những khả năng, nhưng nó cũng không dễ ăn một chút nào. Thứ nhất là phải có tiền và rất nhiều tiền. Hiện nay thì du hành vũ trụ rất tốn kém. Mỗi kg vật liệu được phóng lên vũ trụ có giá khoảng 10.000 USD. Nếu muốn vận chuyển số lượng lớn người và thiết bị đến các hành tinh khác, bạn sẽ cần một ngân sách hàng trăm tỷ, thậm chí là hàng nghìn tỷ USD. Chưa kể đến việc vũ trụ rất rộng lớn và ngay cả các hành tinh trong hệ mặt trời cũng cách nhau đến hàng triệu km. Bây giờ hãy thử lấy một ngôi sao gần nhất cách chúng ta khoảng 4,3 năm ánh sáng, có nghĩa là ánh sáng phải mất 4,3 năm để truyền đi từ đó. Nếu chúng ta sử dụng Voyager 1 xịn sò để đến đó thì cũng sẽ mất khoảng 70.000 năm. Nghe lâu như vậy thì thôi, tôi cũng ở nhà luôn cho rồi. Nếu lên đến đó rồi thì sao? Những người nhập cư giữa các vì sao cần phải nhanh chóng thích nghi với môi trường bên ngoài phức tạp và xa lạ. Môi trường trong vũ trụ rất khác với môi trường trên trái đất như là trọng lực này, nhiệt độ này, áp suất không khí, bức xạ, từ trường. Những khác biệt này thì có những ảnh hưởng về thể chất và tâm lý đối với con người như là teo cơ, loãng xương, giảm khả năng miễn dịch, căng thẳng tâm lý. Và cuối cùng, người thì đông mà lại đến từ cả chục đất nước. Chính vì thế điều cần nhất là làm sao để anh em bốn phương sống hòa thuận, không để cãi nhau, tranh chấp hay là đá xoáy nhau xảy ra. Quả thật là công việc thì vừa nguy hiểm vừa đau đầu, làm không tốt là khả năng là thế giới sẽ có thêm như là phim Star Wars cũng nên. Nội đã lắm vấn đề thì ngoại cũng chả kém. Trong không gian giữa các vì sao, chúng ta sẽ phải đối mặt với nhiều mối đe dọa khác nhau. Trước hết là khi bay trong vũ trụ, chúng ta có thể gặp phải bụi vũ trụ và các tiểu hành tinh. Tuy nhỏ bé, nhưng chúng di chuyển rất nhanh, có khi còn nhanh hơn đến cả đạn. Nếu tàu vũ trụ của chúng ta bị chúng bắn trúng thì ai cũng biết rồi đó. Bên cạnh đó là khả năng gặp tia phóng xạ, lỗ đen, virus không gian và có khi là cả người ngoài hành tinh. Toàn những thứ lạ lẫm thế này thì chẳng biết xử lý thế nào. Ngoài những yếu tố này, chúng ta cũng phải xem xét những vấn đề của chính con người. Trong thời gian dài du hành giữa các vì sao, chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức về thể chất và tâm lý. Về mặt sinh lý, chúng ta cần đảm bảo các nhu cầu cơ bản như là thức ăn, nước uống, oxy. Ôi giời, chuyến đi du hành vũ trụ giữa các vì sao nghe có vẻ gian nan phết các bạn nhỉ? Giả dụ mà được đi thì chắc tôi phải luyện tinh thần thép trước cả vài năm để khỏi rén. Còn các bạn thì sao? Nếu được đi thì các bạn có đi không? Comment cho D2T Story biết nhé!